đây, những chiếc ba lô túi xách như thế này không chỉ được sử dụng để chứa vật dụng mà còn là một sản phẩm phụ kiện làm đẹp. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thị trường các loại ba lô túi xách cũng ngày càng phong phú hơn. Đơn cử như hệ thống cửa hàng túi xách Panda tại thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng có thể thấy hàng ngàn mẫu ba lô túi xách với đủ các kiểu dáng màu sắc khác nhau. Từ các ba lô túi xách đi làm, đi học cho đến đi chơi, du lịch đều có đủ với chất liệu chủ yếu là da thực 100% hoặc phối vải. Sản phẩm đều được lựa chọn kiểm tra tỉ mỉ về chất lượng trước khi trưng bày và đưa đến tay người tiêu dùng. Tùy vào các mùa trong năm, cửa hàng sẽ được trang trí theo phong cách riêng và giới thiệu đến người tiêu dùng những mẫu sản phẩm mới theo xu hướng thời trang hiện tại. Bên cạnh đó, ưu điểm của cửa hàng này là dịch vụ giao hàng nhanh chóng, gọn lẹ và nhiều chương trình hậu mãi dành cho khách hàng. Người tiêu dùng có thể tận dụng các chương trình khuyến mại giảm giá mà đơn vị triển khai khá thường xuyên trong năm để mua sắm được nhiều mặt hàng với mức giá ưu đãi. Đơn vị này hiện cũng có các dịch vụ bán hàng qua website hoặc một số trang mạng xã hội giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm ưng ý mà không cần đến cửa hàng.